thanh niên vào khu trọ, như chúng không người, để trộm tài sản. Và cái kết chạy sắp mặt. Cái gì vậy bà nội? Vâng, chúng ta hãy chú ý thanh niên mặc áo khoác đen. Lúc này, thanh niên đi một mình và gõ cửa từng phòng. Và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? Hả? Rồi, rồi. Trời ơi, là... mày xong rồi. À, từ từ, từ từ. À, từ từ. Sáng sớm, chưa kịp làm nóng máy mà đã chạy nước rút với bọn trộm này. Qua video, mong bà con sớm trò hãy cảnh giác, đề phòng để bảo vệ tài sản của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.